Xin chào các bạn, hôm nay Trang Sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm mặt dây trái tim trung thủy. Mặt dây trái tim trung thủy là sản phẩm mới của Trang Sức em và tôi, được chế tác kiểu dáng độc đáo. Sản phẩm kết hợp cùng dây chuyền vàng tôn lên vẻ đáng yêu, duyên dáng cho nữ giới. Mặt dây trái tim hợp thời trang và không bao giờ bị lỗi mốt. Do vậy, sản phẩm được nhiều phái đẹp lựa chọn làm phụ kiện giúp mình tỏa sáng. Mặt dây trái tim trung thủy, bảo hành uy tín. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.